Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Sức Khỏe, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho bạn và gia đình bạn. Bài thuốc chữa bệnh gút bằng trà xanh cho hiệu quả bất ngờ. Bệnh gút hay còn gọi là thống phong là bệnh do rối loạn chuyển hóa nhân purin trong thận, khiến thận không thể lọc axit uric từ máu. Axit uric thường vô hại và được hình thành trong cơ thể, sau đó sẽ được đào thải qua nước tiểu và phân. Với người bị bệnh gút, lượng axit uric trong máu được tích tụ qua thời gian. Khi nồng độ này quá cao, những tinh thể nhỏ của axit uric được hình thành. Những tinh thể này tập trung ở lại khớp và gây viêm, sưng, gây đau đớn cho người bệnh. Các cơn đau do gút không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh nữa. Vậy thì làm sao để trị bệnh gút được hiệu quả đây? Trong video này, mình sẽ mách các bạn cách chữa bệnh gút bằng những nguyên liệu tự nhiên cho hiệu quả bất ngờ. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu thứ nhất là lá trà xanh. Nguyên liệu thứ hai là rau bạc hà. Nguyên liệu thứ ba là chanh tươi. Và nguyên liệu thứ tư là mật ong nguyên chất. Đây cũng chính là bốn nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách trị gút tại nhà này. Cách các bạn thực hiện rất đơn giản thôi nhé. Các bạn hãy mang trà xanh và bạc hà đi rửa thật sạch bằng nước muối pha loãng cho mình. Sau khi đã rửa sạch các nguyên liệu rồi, bạn hãy cắt nhỏ chúng ra và cho vào một cái xoong sạch. Cho thêm vào xoong này khoảng 1 lít nước lọc. Bây giờ mình sẽ cho xoong này lên bếp để đun sôi nhé. Đây chính là nồi nước mà mình vừa đun xong đấy. Ở cách làm này chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi. Mình sẽ gạn nước ra cái cốc nhé. Sau đó bạn cho vào cốc này một thìa mật ong nguyên chất. Tiếp đó bắt lấy một thìa nước cốt chanh cho vào rồi khuấy đều nó lên. Các bạn thấy không? Vậy là mình đã thực hiện xong rồi đấy. Đây chính là cốc nước mà chúng ta cần cho cách trị bệnh gút tại nhà này. Với cốc nước này, bạn nên uống vào trước bữa ăn sáng hoặc bữa trưa khoảng 30 phút và bạn nên áp dụng thường xuyên mỗi ngày. Nó sẽ rất tốt cho sức khỏe và giúp giảm được cơn đau do bệnh gút gây ra. Cách chữa bệnh gút bằng thuốc nam
có tác dụng hỗ trợ điều trị gút rất tốt. Không những thế, các thảo dược này còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe của con người. Người bệnh nên kiên trì sử dụng thuốc cùng với một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý thì tình trạng bệnh sẽ được cải thiện rõ rệt. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe.